Hello, chào tất cả nha. Đây là Nhật Audio. Trong video hôm nay Nhật sẽ mang đến cho anh em là một cặp loa. Nó là cực kỳ hay và đặc biệt là nó ở một mức giá và nó là siêu rẻ để phục vụ cho tất cả các anh em. Đây là loa mà nó sẽ trang bị ta hệ thống là 3 đường tiếng nha anh em. Và loa bass của nó là 28 nha anh em. Dòng này anh em thấy là thiết kế của nó và nó là vô cùng là đẹp và bắt mắt. Anh em trưng bày rất là sang trọng nhưng mà dòng này anh em vừa có thể nghe nhạc vừa chính karaoke và nó là cực kỳ là tốt. Con này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Aures và tên model là SS535W nha anh em. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Đây con này hàng mà mình vừa có bờ thôi nhưng mà về hình thức cũng rất là mới đẹp ken nha anh em. Tầm khoảng là trên 90%. Đây anh em sẽ thấy là mặt trên người nó thì nó sẽ có thiết kế bông gỗ nha anh em. Đúng rồi, rất là mới, rất là đẹp nha mà. Đây sản phẩm sẽ trang bị ta hệ thống là 3 loa nha anh em. Đây đầu tiên là chúng ta sẽ đến với cái tem nhãn sản phẩm này trước. Đây Aures hệ thống là 3 loa model là SS535W. Đây nó sẽ trang bị là một loa bass 28 nha anh em. Đây màn giấy tẩm dầu nhưng mà sức âm tơ ra và nó nghe rất là ngọt ngào chi tiết. Anh em chơi những bản nhạc nhanh thì con này vẫn đáp ứng được đầy đủ cái nhu cầu của anh em hát karaoke và rất là best ở nhà luôn em ạ. Ở phía trên là một loa mid và một loa treble nha anh em. Đây thiết kế nó vẫn là đối xứng nhau thẳng hàng và nó rất là đẹp nha mà. Còn bên cạnh là nó sẽ có một lỗ hơi nha anh em. Còn bên đây là e căng của dòng sản phẩm này. Đây e căng nó thì nó sẽ là bằng vải lưới nha anh em. Và anh em có thể mà nhìn xuyên qua hệ thống loa ở bên trong. Nó rất là đẹp nha mà. Phía dưới thì nó sẽ có cái logo của thương hiệu Aures nha anh em. Cơ căng này cũng rất là mới đẹp nhưng mà không có sờn rách luôn nha anh em. Đây phía dưới nó thì nó cũng sẽ có thiết kế vân gỗ nha anh em. Dòng này mình đánh giá rất là cao về độ trưng bày của nó nha anh em. Nghe hay, trưng bày đẹp. Đây thùng bọc cũng rất là mới đẹp kia nha anh em. Khuôn thành sát cạnh. Đây cặp này mình về đặc biệt là nó sẽ trùng ở số series nha anh em. Các anh em coi 1410. Đây tương tự ở bên cạnh nha anh em. Đây Aures tên model SS535W. Công suất của nó là 80W nha anh em. Công suất nó vẫn là rất là tốt nha mà. Anh em chơi trong không gian nhà tầm 30m2 con này đánh mà nó là rất ok nha anh em. Rất là hay. Hát karaoke cũng rất là tốt vì công suất nó là khá lớn đây mà. Con này hàng mà chính hãng là Made in Japan nha anh em. Sẽ in bằng tiếng Nhật nha anh em. Bên dưới của nó thì nó sẽ có hai cái cặp loa nha anh em. Đây, một cực dương và một âm. Đây. Về hình thức của nó cũng rất là mới được kia. Cái tiếng loa của nó rất là đẹp. Hàng bán bao zin cho anh em chơi yên tâm. Và mức giá thì Nhật để lại cho anh em nó là thật không thể tin được nhưng mà chỉ với 4.200.000 đồng. Và nếu anh em mua thì anh em có liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại qua Zalo để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Và bây giờ mình sẽ vào ngay bài test âm. Mời anh em. Xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo
Của nó tái tạo lại phải nói là cực kỳ chính xác cho anh em, và khả năng là bung âm đặc biệt là giải bass nó nghe rất là sảng khoái. Nhưng mà đây là một trong những dòng loa mình đánh giá nó là cực kỳ hay ở phân khúc giá rẻ, hoàn thiện cả về phần thiết kế cũng như về phần chất âm nha anh em. Rồi anh em thấy sao về tổng quan cặp loa này thì để đặt bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn anh em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.